Bao giờ bắt đầu thì bảo nhé. Tuấn kêu bảo đi. Chị có thể cho biết là chị được xét vào cuộc thi này. Thực ra đây là một cái cuộc thi tầm cỡ là ở trung tâm, nhưng mà cuộc thi này là mang để lại rất nhiều dấu ấn cho các con. Các con là một tất cả đối với mẹ đều là niềm tự hào, rồi cũng như là mọi thứ bố mẹ thì tất cả làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là lo cho con thôi, và bố mẹ nào cũng vậy đều mong muốn con mình thành đạt, con mình trưởng thành. Từ lúc còn trẻ thơ thì cũng mong muốn con mình con lại nhé. Tuấn Kiệt ngồi lưu lại này cho anh.